Quay trở lại với tình hình thời tiết, không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta thì sẽ gây mưa rét lâu không chị Hương Liên? Vâng, theo nhận định của các chuyên gia thì đợt này sẽ rét lâu ngày. Bởi vì sau đợt không khí lạnh tràn về vào đêm mai ngày 20 tháng 1 thì đến ngày 22 tháng 1 sẽ được tăng cường mạnh thêm một lần nữa, ảnh hưởng tới toàn khu vực Bắc Bộ. Sau đó sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và kéo dài tới tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 26 tháng 1 thì không khí lạnh sẽ tăng cường thêm, cường độ yếu hơn. Như vậy, phía Bắc trời sẽ rét từ đêm mai 20 tháng 1 và khả năng sẽ kéo dài đến hết tháng 1. Thời điểm rét nhất là khoảng ngày 22 đến 25 tháng 1. Toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi cao Bắc Bộ có thể dưới 0 độ, kèm nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Khu vực vùng núi là từ 3 đến 6 độ, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ là dưới 10 độ, Bắc Trung Bộ là từ 9 đến 12 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất là 13 đến 16 độ C. Vâng, đó là những nhận định về nhiệt độ. Vậy còn về mưa thì sao chị Hương Liên? Vâng, đợt này cũng sẽ có mưa nhưng mà lượng không lớn và cũng không kéo dài. Tại Bắc Bộ, dự báo trời sẽ mưa rào rải rác từ chiều mai đến thứ Hai 22 tháng 1. Sau đó trời chuyển nhiều mây và khô ráo. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa từ ngày 22 đến 24 tháng 1. Lượng mưa không lớn, nguy cơ sạt lở đất thấp. Còn về thời tiết hôm nay, dự báo trên cả nước đều có nắng. Từ Thừa Thiên Huế trở ra hết Bắc Bộ, không khí dễ chịu với mức nhiệt trong khoảng 24 đến 29 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận cũng như là khu vực Tây Nguyên, trời nắng vừa phải 28 đến 31 độ C. Riêng Nam Bộ, trưa chiều nay trời nắng mạnh và nóng với mức nhiệt là 32-34 độ C, có nơi 35 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay ít mưa, trời nắng, gió là cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cảm ơn chị Hương Liên về những thông tin vừa rồi. Hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có thể chuẩn bị tốt hơn cho ngày mới.